Chào các bạn quay lại với kênh Cybergamin. Chúc các bạn buổi chiều tràn đầy năng lượng nhé. Sáng nay thì chúng ta đã khám phá Luna New Year cùng với Yutani. Còn chiều hôm nay thì chúng ta sẽ gặp 3 nhân vật cùng một lúc trong một video các bạn. Và thời lượng của video này là 30 phút. Cái nhân vật đầu tiên chúng ta sẽ gặp đó chính là nhân vật đến từ cái bản update Las Vegas các bạn. Đó chính là Cleo. Và ván trượt thì Cleo sẽ sử dụng cái ván trượt đó chính là cái ván này luôn các bạn, Madness Out, cái ván trượt được thiết kế riêng cho Yutani. Còn nhân vật thứ hai chúng ta sẽ gặp trong clip này đó chính là Super Runner Jay các bạn. Đây, nhân vật thứ hai đây các bạn. Và ván trượt thì Jay sẽ sử dụng cái ván trượt đó chính là cái ván Air Pro các bạn, cái ván có tính năng lượng và Super Beat, ván này đây. Và nhân vật thứ ba chúng ta sẽ gặp trong cái clip này đó chính là nhân vật con ma các bạn, Phantasma. Nhân vật thứ ba và Phantasma sẽ sử dụng cái ván đó chính là cái ván này Cruz. Đây, cái ván này các bạn, ở đây mình chọn là nhân vật, đây nhân vật này các bạn, và Phantasma sẽ sử dụng cái ván này Cruz. Và clip này thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá Luna New Year cùng với ba nhân vật này nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ chọn là nhân vật đầu tiên nha các bạn, Cleo. Đây là nhân vật đầu tiên trong cái clip này, Cleo với cái ván trượt Madness Out. Rồi bây giờ thì xuất phát thôi các bạn ơi. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.